Đây là lớp tập trung đây, xem tôi hướng dẫn về cái cách sử dụng cái bàn này nhé. Thì giới thiệu qua với cả lớp về cái bàn này thì sau này chúng ta về chúng ta sắm một cái bàn kỹ thuật như thế này. Thì các cái thông số của bàn này thì có ở trên cái bảng kia, thì chúng ta tí có thể là lấy cái thông số ở trên cái bảng kia nhé. Tạm thời những cái này, những cái gì mà chưa dùng đến thì ta để tạm để ngăn kéo này nhé. Giới thiệu đầu tiên là giới thiệu các bạn một cái bàn kỹ thuật thì chúng ta trang bị nó như này là tạm ổn. Thì trên cái bàn kỹ thuật của chúng ta để mà sửa chữa về cái nghề điện tử điện lạnh này thì chúng ta biết rằng cái bo của điện lạnh ấy là nó sẽ có thể là bị giật khi mà chúng ta cắm điện trực tiếp. Thì ở đây là tôi đã bố trí một cái ổ điện, ổ điện này nó sẽ đấu vào trực tiếp vào tường và cái ổ điện này là bị giật nhé. Thế thì những cái gì mà chúng ta cắm trực tiếp vào đây được, một là đầu tiên là chúng ta cắm cái biến áp cách ly này. Đây là cái biến áp cách ly nhá, chúng ta có thể đặt mua ở trên mạng. Biến áp này là 1000W, tức là 1 kW, thì chúng ta cắm vào đây và sau khi mà chúng ta cắm vào đây thì chúng ta sẽ cắm từ cái ổ này này ra một cái ổ điện để chúng ta sử dụng. Đây chúng ta làm một cái ổ điện này, thì tất cả những cái gì mà cần cách ly thì sau này chúng ta sẽ cắm vào cái ổ điện này nhá. Thì cái ổ điện này thì sau này chúng ta để dây nó ngắn thôi, không cần dài. Chúng ta để ngay cái vị trí làm việc này và chúng ta cắm nó vào đây nhá. Thế thì ý nghĩa của cái nguồn cách ly là như thế này. Đây, tôi cho các bạn xem. Khi mà tôi đã cắm qua nguồn cách ly rồi thì tôi cắm, tôi chạm tay vào một bên thì không vấn đề gì. Đây nhá, tôi chọc vào ổ điện nhá, tôi sờ vào tường nhá, không vấn đề gì đúng không nhỉ? Đấy, tôi chạm vào bên này này, tôi sờ vào tường không vấn đề gì. Đấy. Có nghĩa là đừng bao giờ chúng ta chạm vào hai đầu của điện là được nhá. Chúng ta chạm vào một cực thoải mái không vấn đề gì. Đấy. Cái thứ hai là cái mỏ hàn này thì chúng ta cũng không cần phải cắm qua nguồn cách ly làm gì cho nó tốn công suất đúng nhỉ? Thì cái này chúng ta cắm trực tiếp vào đây. Cái này chúng ta xem cái này cắm vào đây chưa? Đây cái này cắm vào đây nhá. Cái thứ ba là cái mỏ hàn này, là cái mỏ hàn đây là cái mỏ hàn khò đúng không? Kết hợp với mỏ hàn kim đúng không? Thì cái này chúng ta tôi đang dùng cái Goldac là 868 này. Đấy, các bạn có thể mua cái loại như này cũng tương đối ổn. Thì chúng ta ngoài ra chúng ta phải có thêm một cái mỏ hàn súng này để chúng ta tháo những cái mối hàn to nó nhanh nha. Thế thì cái mỏ hàn này thì chúng ta cắm trực tiếp vào đây, bởi vì cái này cũng không cần phải cách ly, cái này cũng thế cắm trực tiếp vào ổ điện này nha. Ngoài ra thì cái đây là cái nguồn, cái bộ nguồn để nó tạo ra, nếu mà chúng ta gạt sang bên trái này thì cái điện áp này nó ra, chúng ta chỉnh cái nút này hết cỡ thì nó ra 5V. À, còn chúng ta gạt sang bên này thì nó ra 15,3V. Và đây là cái dòng tối đa để nó chịu được, và quá cái dòng này thì nó ngắt nha. Đây tôi lấy ví dụ, chúng ta mà chạm vào nhau này thì nó tự nó ngắt. Đấy. Thế thì tôi lấy ví dụ, tôi để cái dòng tối đa là 2A như này, tôi chập nó vào nhau, đây là cái dòng chập chẳng hạn nhé. Thì tôi chỉnh. Đấy, nếu mà quá 2A thì nó tự nó ngắt. Và chúng ta chỉnh từ từ thôi. Để cái dòng nó đừng quá 2A thì nó không ngắt. Thì chúng ta lấy cái nguồn này để làm gì ạ? Để tìm cái con linh kiện nó bị chập ở trên bo ấy nhá. Ngoài ra chúng ta cũng dùng cái này để tạo ra nguồn 12V này hoặc là nguồn 5V để chúng ta test bo. Giả sử khi mà có một cái bo nó chết nguồn chẳng hạn, mà chúng ta lại trước khi chúng ta sửa nguồn chúng ta lại nghi là không biết là con vi xử lý nó còn sống hay không, thì tôi có thể mượn cái nguồn này để tôi thử con vi xử lý trước, thấy con vi xử lý nó chạy rồi tôi sửa nguồn sau. Thì đấy là ý nghĩa của cái nguồn này nhá. Cái nguồn này không dùng đến ta tắt nó đi. Và cái nguồn này thì cũng thế, chúng ta cũng không cần phải cắm qua cái nguồn cách ly này mà chúng ta cắm trực tiếp vào đây. Như vậy là có 4 thiết bị chúng ta cắm trực tiếp vào cái ổ điện này mà có thể bị giật này, đó là bộ nguồn cách ly này, máy khò này, mỏ hàn này và cái nguồn này là chúng ta cắm trực tiếp vào đây nhá. Thế còn lại chúng ta tất cả những cái nguồn khác mà chúng ta sửa chữa là chúng ta cắm qua cái ổ này, có nghĩa là chúng ta đi qua cái biến áp cách ly rồi. Ví dụ như cái này thì chúng ta cắm qua cái ổ điện này.
Thế thì tôi giới thiệu các bạn cái ý nghĩa của cái ổ điện đa năng này. Thì cái này là cái nguồn để chống chống giật, nhưng cái này thì lại là cái nguồn để chống chập nhé. Các bạn phải hiểu tác dụng của từng cái một nhé. Thì như vừa rồi các bạn mà gạt lên này là nó không có tác dụng chống chập nữa, bởi vì chúng ta gạt lên như thế này thì cái nguồn điện này nó đi thẳng ra cái dây này, nó không qua bóng đèn. Chúng ta gạt xuống này thì nó đi qua bóng đèn nhá. Và cái công tắc này là công tắc tắt mở. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi đánh chập hai đầu cái ổ điện này, đúng không? Tôi bật lên này thì nó có cái bóng đèn này thì nó chống chập, đúng không? Để tôi sờ cả vào điện này không vấn đề nhá. Các bạn thấy không, nó có đi qua cái này thì chúng ta sờ vào nó không giật nữa. Thế còn cái này, tác dụng của cái này là để vừa là để chống chập, vừa là để theo dõi dòng, theo dõi điện áp, theo dõi điện áp ra đây, theo dõi dòng điện, nó rất là tiện nhá, để chúng ta sửa chữa. Thì đấy là cái này nhá. Ngoài ra trên cái bàn làm việc của chúng ta thì có độ khoảng 2 đến 3 cái đồng hồ. Đây là hai cái đồng hồ kim. Đồng hồ kim để chúng ta đo điện áp nó nhanh nhá. Thế còn cái đồng hồ số này để cho chúng ta đo nó chính xác, tức là đo không cần nhanh nhưng mà cần chính xác thì ta dùng đồng hồ số. Đấy. Thế còn cái này là cái giá để đỡ mên, để chúng ta sửa chữa nó bị, nó đỡ bị khập khênh. Thế còn ngoài ra thì tùy theo chúng ta có thể là đầu tư vài cái lốc điều hòa, chúng ta phải có ít nhất là 2 chiếc nhá, 2 chiếc. Còn tủ lạnh chúng ta cần 1 chiếc. Đấy, điều hòa thì chúng ta lấy một cái nhỏ này để test cho những cái bo 9000, và có thể là dùng một cái bo, cái lốc to hơn để test cho những cái bo 12000 nhá. Thế còn cái ý nghĩa của cái này là như thế nào? Thì đây là 4 cái áp 3 pha và tôi đang đấu song song với nhau. Tí nữa tôi sửa bo thì tôi sẽ đấu cái dây này. Cái dây này là cái dây chung và tôi sẽ đấu vào đầu ra UVV kép nhá. Thế thì ở đây tôi đấu song song là như thế này. Chân số 1 này chính là dây màu lâu này. Đấu sang chân 1 của cái này, đấu sang 1 của cái này, đấu sang 1 của cái này. Nhá. Chân 2 của cái này đấu sang 2 này, đấu sang 2 này, đấu sang 2 này qua cái dây màu xanh lá này. Chân 3 này đấu sang 3 này, đấu sang 3, sang 3 này qua cái dây màu xanh lơ này. Như vậy là 4 cái áp này chẳng qua là đấu song song thôi. Thì bây giờ tôi đấu cái này vào con công suất của cái bo. Tôi gạt cái áp thứ nhất này lên và đầu này tôi đấu ra 3 cái bóng đèn để tôi test 3 pha nhá. 3 cái bóng đèn này thì qua một cái thời gian sử dụng thì tôi thấy là có hiện tượng là nó bị cháy. Nó dễ cháy bóng quá. Thì tí nữa tôi sẽ đấu lại bằng cái bóng này nhá. Bóng này có lẽ là nó tốt hơn, nó sẽ đỡ bị cháy. Cái bóng này thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là có điện hay không và nó đi qua cái tụ. Điện nó đi qua tụ và nó đỡ được cái cháy bóng và nó dùng led đơn giản hơn nhá. Thế còn khi chúng ta không test 3 pha thì chúng ta gạt cái này xuống và cái lốc này, cái dây này này thì tôi đang đấu ra cái lốc này. Thì khi mà tôi sửa điều hòa thì tôi chỉ gạt này là tôi thử được cái lốc của điều hòa. Cái thứ ba này tôi đang đấu vào cái lốc tủ lạnh này. Khi tôi sửa bo tủ lạnh thì tôi chỉ gạt cái này lên thôi. Để tôi sửa bo tủ lạnh. Và cái thứ tư là dự phòng. Tôi thích đấu vào cái gì thì tôi đấu vào đây. Để tôi gạt cái này lên là xong. Thì cái này thực ra là để cho chúng ta đỡ phải đấu dây nhiều. Mục đích là đỡ phải đấu dây nhiều, làm cho nó có vẻ nó chuyên nghiệp một tí, đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ tạm thời tôi đấu nhanh cái này một chút nhá. Để cho chúng ta có cái bo này để chúng ta test 3 pha luôn. Thì cái này nó cũng giống như là cái bo mà tôi vẽ trên bảng cho các bạn test ấy, 3 pha đấy. Thì chúng ta dùng cái bóng đèn này thì có lẽ là không cần cái con trở nữa. Thì trong cái bóng này thì hiện nay để tôi kiểm tra xem là nó có tính 2 chiều chưa. Nếu như có tính 2 chiều rồi thì chúng ta sẽ không cần, tức là có 2 chiều rồi đúng không? Bởi vì cái này là đống xoay chiều là nó sáng rồi đấy, thì hình như nó có tính xoay chiều rồi. Thế cho nên là nó sẽ test được 3 pha rất là tiện nhá. Đây nhá, chúng ta dùng 3 cái bóng này thì tạm thời tháo bỏ cái này đi cho nó sáng này. Nó trước đây nó có cái này này, có này thì nó mờ, bỏ đi nó sáng này. Đấy, cách đấu là như này nhá. Đây là đầu 3 đầu dây chúng ta đấu nó ra. Đấy, gọi là 3 đầu dây riêng này.
Đây là ba đầu dây riêng nhé. Đấy, đầu này chúng ta đấu chung với vào nhau này. Một đầu chúng ta đấu chung vào nhau nhé. Đấy, coi như là đây chúng ta được cái bộ test nhá. Thì tí nữa chúng ta sẽ xem tôi test. Ba cái đầu này ta sẽ hàn vào UVV kép. Đấy, còn cái này là ta hàn vào dương 300 và mát. Đấy, để ta test 3 pha. Đây nhá, tạm thời tôi đấu như này nhá, để hướng dẫn các bạn đã. Tạm thời đấu ba cái bóng đèn này, tôi sẽ gắn vào đây sau. Ba cái bóng đèn này tôi đấu vào cái át này. Và đây là cái đầu chung của ba đèn nhá. Thì tí nữa tôi gạt cái này lên để tôi test 3 pha. Tôi đấu ba cái dây này vào UVV kép. Đây. Đây là ba cái chân da lốc nha. Đấy, cái này thì sau này các bạn có thể chế cái rắc được. Ví dụ mình hay sửa cái máy gì đấy, mình chế cái rắc cắm vào cái nó nhanh. Cái đầu chúng ta không cắm vào lốc này, chúng ta phải chú ý là chúng ta phải băng dính vào nhé, để nó chạm vào nhau cái là nó đi công suất luôn nha. Thì bây giờ giả sử bây giờ tôi test 3 pha trước nha. Thì tôi sẽ đấu cái dây chung này vào 300V trước đi. À, đây là tôi đang đấu vào mát trước. Bây giờ tôi test như này. Tôi đang cấp điện thẳng vào bo này nhá. Có cuộn AC reader này, trên cái bo này là bo pala, bạn nào học mà đến cái điều hòa rồi thì biết rồi. À, chúng ta cắm điện thẳng vào bo này, chúng ta đấu cho nó hai con cảm biến thay cho cảm biến ở đây là cảm biến ngoài trời và cảm biến dàn. Thì tạm thời cái con lốc này thì không cần. Cái con theo dõi nhiệt độ lốc thì không cần. Tôi gạt bật công tắc lên này. Hiện nay tôi test 3 pha thì tôi đang để nó đi qua cái bóng này thì nó hơi đỏ đỏ này. Điều này có nghĩa là nó đang thiếu dòng. Tức là cái bo này nó chạy nó dòng cũng hơi cao. Thì cái đèn này là mục đích là để sửa cái nguồn là chính thôi nhá. Thực ra là nguồn bây giờ nó chạy rồi đấy nhá. Đây ví dụ như là bây giờ tôi đo nhá. Nếu mà tôi sửa nguồn thì tôi cho nó đi qua bóng đèn này. Đây tôi lấy ví dụ bây giờ tôi đo nhá. Điện áp này. Bạn thấy nó vẫn đủ 300 nhé. Mặc dù nó đi qua bóng đèn nhưng nó vẫn đủ 300 nhé. Điện áp ra này. Vẫn có 5V này. Thấy không? Điện áp vào còn vẫn đủ 16V. Tức là nếu mà chúng ta sửa nguồn thì chúng ta đi qua bóng đèn này là ok. Không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho lốc nó chạy. Cho công suất nó chạy thì ta gạt cái này lên này. Nhá. Thì nó không đi qua bóng đèn nữa. Test này. Quên chưa gạt át lên. À, chúng ta nhớ là chúng ta phải tắt nguồn đi nhé. Mỗi khi chúng ta test nó không chạy hay là gì đó thì chúng ta phải tắt nguồn đi nhé. Thậm chí chúng ta phải dùng cái bóng này chúng ta xả điện dư trên tụ đi. Bởi vì nếu như mà test lần sau mà điện nó đang dư ở tụ này thì có thể nó không chạy. Gạt cái này lên để chúng ta cho điện nó đi qua ba bóng đèn này nhé. Bây giờ chúng ta quan sát này. Lần thứ nhất tôi đang hàn cái này vào mát này. Chúng ta thấy bóng đèn nó sáng này. Chờ một tí, cái bo này nó hơi trễ một tí. Đấy, ba bóng sáng nha. Ok. Có mùi khói này. Mùi khói à? Có mùi khói. Khói ở đây à? Như vậy là cái con này nó không chịu được, không chịu nổi dòng, nó không chịu nổi dòng rồi. Lớn quá. Thôi là cứ test nhanh được. Đấy. Test nhanh nhỉ. Cái này là nếu mà thế thì phải ta phải thêm một cái con trở nữa. Để xem cái thằng này nó có chạy được hai pha. Thì mình cái bộ test này thì mình có chế bằng nhiều cách. Chúng ta cứ chọn một cách nào đó nó tối ưu là được. Gạt lên này. Đấy. Bốc khói rồi. Rồi, bốc khói rồi. Các bạn, tôi biết tại sao là bốc khói rồi.
Cái này mà cắm điện 220 thì nó chạy cả ngày không sao, 220V nó chạy cả ngày không sao, nhưng tại sao ở đây có khi là đo nó chưa được 220 đâu, nhưng tại sao nó lại bốc khói? Cho tôi mượn cái này à, là vì cái con đèn này này là nó hạn dòng bằng tụ. Đây, cho tôi mượn cái bút này, cái tờ giấy tôi giải thích cho các bạn tại sao cái này lại bốc khói. Tôi mượn cái bút này. Đây à. Đây nhá, một con đèn LED, nếu như mà chúng ta mà cho nó đi qua một con LED như này mà cho nó đi qua một con trở này nhá, để nó hạn dòng thì cái điện xoay chiều và điện một chiều thì nó như nhau, về thành phần một chiều hay xoay chiều như nhau. À, và kể cả thành phần xoay chiều thì tần số thấp hay tần số cao là nó như nhau. Cái tức là cái sự cản trở của nó là như nhau. Thế nhưng mà khi mà người ta lại dùng tụ, người ta hạn dòng thì cái tụ này này đối với cái tần số FF bằng 50Hz thì cái con trở này nó có giá trị giả sử nó là 10K. Đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta tăng cái tần số này lên thành 5000Hz, ví dụ như tần số của cái thằng này nó lên tới 5000Hz này. 5000Hz này, đây là Hz. Thì cái tụ này bây giờ nó lại không còn 10K nữa, nó lại chỉ còn có độ khoảng 2K thôi. Đấy là lý do tại sao mà nó lại bốc khói ở cái điện này. Mà nó lại cắm điện AC 50Hz nó lại chạy cả ngày. Tức là đối với 50Hz thì cái con tụ này nó tương đương với con trở 10K. Nhưng mà đối với tần số cao thì nó lại chỉ còn có 2K thôi. Đấy là lý do tại sao nó lại bốc khói. Cho nên là đối với cái đèn này cũng được, nhưng mà tôi sẽ chế lại bằng cách là gì? Chúng ta sẽ nối tiếp thêm một con trở nữa. Đúng nhỉ? Đấy, nối tiếp thêm con trở nữa, con trở này tôi sẽ tìm cái giá trị nó phù hợp để ta đấu vào, để làm sao đó cái đèn này nó đủ độ sáng này, nó không bị quá tối này và nó không bị cháy. Mình cho trở này cao quá thì đèn này nó tối, cho trở này thấp quá thì đèn này nó lại cháy, đúng không nhỉ? Thì tôi sẽ nghiên cứu cái trở này, tôi sẽ bổ sung vào đây sau. Cái trở này chúng ta đấu vào đây này, đấu lối vào đây này, đấu lối vào đây này, đấy là ok nhá. Yeah. Ok, thì đấy là cái lý do tại sao nó bốc khói. Đây là ta test 3 pha như vậy nhá. Thế sau khi chúng ta test 3 pha xong rồi, chúng ta muốn thử cho lốc chạy này. Đây. Lại gạt cái này lên, đúng không nhỉ? Gạt cái này lên. Thì bây giờ chúng ta lại cho lốc chạy. À đây, bút điện. Đây, chúng ta chỉ gạt cái này lên là xong, chứ không cần phải đấu nữa. Đấy, cái mục đích của cái mấy cái át này là như vậy. Đấy, cái này à, đỡ phải đấu dây là đúng rồi, đây cái dây này là dây lốc. Đó, đúng không? Đấy, gạt cái này lên là coi như là test lốc điều hòa này nhá. Ngày mai sửa bo tủ lạnh thì lại cắt cái này đi, gạt cái này lên để test bo lốc tủ lạnh này. Có nghĩa là nó rất là tiện, nó đỡ phải đấu dây nhiều lần, đúng không? Đấy. Đó, không phải đấu quá nhiều lần. Đấy, nó không phải đấu dây nhiều lần mà nhìn vào nó cũng chuyên nghiệp một tí. Đấy, chúng ta vừa cho lốc chạy vừa cho cái đèn này sáng cũng được nhá. Đấy, không sao, cái đèn này nó không ăn bao nhiêu điện nhá. Đấy, thế ngoài ra cái bàn này thì đây, các bạn mà muốn nó bền, cái bàn này bền thì các bạn mua cái lỉ này. Cái này nó là cái cao su lon nhá. Các bạn mua ở trên mạng. Tôi mua ở cái cửa hàng là chỗ phố gì quên mất tên rồi. Thì các bạn cái này nó vừa là chống cháy. Đấy. Nó vừa là đấy, ở đấy. Thì các bạn cứ làm được khoảng vài tháng, các bạn lại cho cái nước rửa máy in, các bạn lau đi cái nó hết, nó lại sạch như mới nha.